Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa, cái mẫu hoa là hoa pha lem như thế này nha. Cái mẫu hoa pha lem như thế này thì chúng ta có thể dùng để cắm kèm vào các loại hoa khác nhau. Theo mình thấy thì hoa nào cũng được hay sao ấy. Mình thấy vì cái màu nó cũng rất dễ là kết hợp ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Cái mẫu hoa này thì nó khá là đơn giản nhưng mà nó hơi mất công một chút. Bạn nào có thời gian thì chịu khó làm cũng được. Mình có thể dùng các giấy vụn ấy, mà sau khi làm các hoa khác mà mình còn thừa thì mình có thể dùng để làm nha. Thì để làm cái hoa sa lem như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó là chúng ta cần giấy nhún. Giấy nhún thì mình dùng giấy nhún màu trắng. Ở đây mình làm hoa sa lem màu trắng nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm màu trắng. Còn bạn nào làm màu tím thì dùng giấy màu tím nhé. Các bạn hoàn toàn có thể dùng giấy nhún hoặc là giấy nhiễu để làm đều được. Giấy nhiễu thì nó hơi khó tìm nên là mình... giấy nhún thì chắc là nhiều bạn sẽ dễ mua hơn. Nữa là băng keo sáp màu xanh, keo sữa này, kẽm si, mình làm bằng kẽm si nhá. Bạn nào mà muốn nó cứng một chút thì các bạn dùng kẽm cành nhá, nhưng mà mình thấy kẽm cành nó hơi to. Kẽm si thì mình dùng ba kích thước như thế này. Nữa là thước kẻ và kìm cắt. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu, làm cái lá, cái cánh hoa trước nha. Thì các bạn cắt cho mình một mảnh giấy nhún có kích thước là chiều ngang của nó là tầm 1,5 nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Còn chiều dài thì có kích thước khoảng 25 nha, 25 hoặc là 20, tùy theo cái cánh hoa mà các bạn muốn làm to hay nhỏ ấy. Sau đó thì các bạn dùng tay này kéo nhẹ cái phần đầu của cái mảnh giấy nhún này ra nha. Nhớ là chỉ kéo phần bên trên này thôi nha. Sau khi kéo xong chúng ta được một mảnh giấy như thế này. Mình sẽ làm 3 bông nên là mình sẽ kéo giãn nó nhé. Mình sẽ được 3 cái mảnh giấy màu trắng như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ ghép vào phần cành nhá. Ở đây thì mình làm hướng dẫn cho các bạn 3 cái kích thước. Đầu tiên là kích thước dài nhất thì mình để làm cái phần thân cả dài nhất nhá. Kích thước thứ hai là cái phần cành mà mình để làm nhánh như thế này này. Đó. Cái kích thước nữa thì là nhỏ nhất thì mình sẽ dùng gắn vào từng cái cành một. Thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn nha. Cái kích thước đầu tiên thì khoảng tầm 6cm nha. Cái kích thước này thì nó không bắt buộc đâu. Đây là mình chỉ gợi ý cho các bạn tham khảo thôi. Còn bạn nào mà làm theo kích thước như mình mong muốn ấy thì là tùy các bạn nha. Cái kích thước thứ hai là tầm 12cm. Đó. Cuối cùng thì tầm khoảng 30 đến 35 cm nha. Tầm khoảng 30 đến 35 cm là vừa. Rồi sau đó các bạn dùng cái kìm này này, các bạn uốn cong nó một đầu. Đến lúc mình ghép vào hoa thì nó sẽ không bị trội, nó không bị tuột ra đấy. Được 3 cái cành kẽm như thế này. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần ghép vào phần cánh nhá, phần hoa nha.
chúng ta dùng keo sữa. Các bạn phết keo vào cái đầu của cái phần kẽm này. Rồi. Các bạn đặt vào phần dưới mà phần chúng ta chưa kéo, không kéo giãn ấy. Rồi các bạn cuộn là như thế này. Cuộn khoảng 3 vòng nha. Rồi các bạn dùng keo sữa này phết vào cái phần này. Các bạn nhớ là nên dùng keo để phết vào đây nhá, không nếu như các bạn mà cuốn chay ấy, thì lát nữa mà chúng ta ghép, chúng ta cuốn băng keo sáp vào thì rất dễ là nó sẽ bị tuột ra nhá. Đây, rồi các bạn dùng tay này nhúm nó lại như thế này, nhúm theo hình vòng tròn thôi. Các bạn cứ nhúm cho đến khi nó hết, đến hết cái phần giấy thì thôi nha. Đó, như vậy là chúng ta đã xong được một cái phần nhụy rồi, hoa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại nha. Đó, các bạn băng keo sáp, các bạn cuốn thật chặt, thật chặt vào nha. Các bạn cuốn chặt vào nha để cho nó cố định ấy, đừng cuốn nó lỏng quá đến lúc mà nó sẽ rất bị tuột, dễ bị tuột ra ấy. Các bạn cuốn băng keo sáp đến hết cái chiều dài kẽm. Chúng ta đã hoàn thành sau khi cuốn phần băng keo sáp vào cái phần cánh mà chúng ta vừa làm ấy, thì chúng ta sẽ được một bông sa lem nhỏ như thế này nha. Tương tự chúng ta sẽ làm với cái bông sa lem, những bông sa lem còn lại. Thì các bạn cũng cuốn như vậy. Mình sẽ làm ví dụ thêm một cái bông nữa cho các bạn dễ hình dung nha. Tương tự với những cái cành kẽm còn lại chúng ta cũng làm như vậy nha. Thì các bạn sẽ làm khoảng 10 đến 15 bông hoa có kích thước nhỏ như thế này. Giờ đến công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ ghép vào cái cành lớn, cành dài nhất như thế này nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ ghép vào cái cành nhánh trước như thế này. Thì các bạn dùng băng keo sáp này. Các bạn ghép khoảng 4 đến 5 cái bông này vào một nha. Vào một cái cành nhỏ này. Cứ ghép so le thôi. Ghép vị trí như thế nào là do các bạn, không cố định là theo mình nha. Mình cũng ghép nó linh tinh nhưng mà trông nó giống giống là được. Đấy, thì các bạn ghép khoảng tầm 5 bông hoa, 5 cái nụ hoa so le này vào một cái cành. Các bạn ghép như thế nào cho nó
Hợp lý là được nha. Đây thì mình ghép tầm khoảng 6 bông. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ được cái một cái nhánh hoa như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm cái phần thân dài nhất, thì các bạn cũng ghép tương tự như vậy. Quên mất lúc nãy là mình không nên cuốn băng keo sáp dài đến đây, hơi phí. Các bạn cứ ghép cho đến khi hết cái chiều dài của cái cành này thì thôi nha. Đến khi nào mà các bạn thích thì các bạn sẽ ghép cái phần cành kia vào. Đây, bây giờ mình sẽ ghép cái phần cành này vào đây nha. Thôi để thêm 2 bông nữa thì ghép vậy. Đó, sau khi mà chúng ta ghép xong thì chúng ta sẽ được cái hình dạng của bông sa lem như thế này, một cành sa lem nhỏ như thế này. Ở đây thì mình làm hơi ít hoa nha, còn bạn nào muốn làm nó nhiều hơn ấy, thì các bạn làm số lượng ở cái nụ sa lem này nó nhiều hơn thì nó sẽ đẹp hơn nha. Các bạn dùng tay để chỉnh lại cái bông sa lem cho nó vị trí cho nó đẹp là được nha. Đó. Thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một cái bông sa lem như thế này. Màu sắc thì do các bạn lựa chọn nha. Thường mình thấy sa lem trắng là dễ kết hợp với các loại hoa nhất, vì màu của nó cũng không quá là sặc sỡ đấy, thì nhìn nó khá là đẹp đúng không ạ? Thì sau khi các bạn làm thì các bạn có thể làm nhiều cái cành sa lem như thế này, rồi để cắm vào các lãng hoa hay các bình hoa, hay là bó chung với các hoa khác đều rất là đẹp nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa sa lem này nha. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi trực tiếp mình ở Facebook cá nhân, hoặc là để lại cái câu hỏi ở phần bên dưới đấy, thì mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Chúc các bạn thành công với mẫu hoa sa lem này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn hoa sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.